Và sau đây chúng ta sẽ đi vào cái hoạt động đầu tiên, đó là khởi động. Sau đây cả lớp cùng thực hiện với thầy bài khởi động. Đầu tiên là khớp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay cổ tay kết hợp của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Như vậy là bài khởi động của chúng ta đã kết thúc. Sau đây chúng ta sẽ đi tiếp vào phần tiếp theo. Đó là chúng ta